Sáng ngày 7 tháng 11, cầu dây văng Bình Phong Thạnh nối hai bờ sông Vàm Cỏ Tây trên tỉnh lộ 817 thuộc địa bàn tỉnh Long An đã bị sập xuống sông khi một chiếc xe ben quá tải chạy qua. Vụ việc khiến cho giao thông tại khu vực này bị ùn tắc nhiều giờ. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An sáng mùng 7 tháng 11, tài xế Nguyễn Duy Sĩ, sinh năm 1991, tạm trú ở phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã điều khiển chiếc xe ben biển số 60C 56658 chở hơn 48 tấn nhựa đường di chuyển qua cầu Bình Phong Thạnh. Đây là cây cầu độc đạo, tải trọng chỉ có 5 tấn, nối trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An với các địa phương. Khi xe ben vừa chạy vào nhịp đầu tiên, cây cầu đã sập xuống bên dưới. Tai nạn không có thương vong về người. Ngay sau đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cùng các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, bố trí phà tạm cách cầu dây văng Bình Phong Thạnh khoảng 1 km để phục vụ nhu cầu qua lại của người dân hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây. Ngành chức năng đã tiến hành lấy lời khai của tài xế, điều tra sự việc và tiến hành khắc phục sự cố. Được biết Cầu dây văng Bình Phong Thạnh của Long An có vốn đầu tư hơn 24 tỷ đồng, đưa vào sử dụng vào ngày 31 tháng 8 năm 2016. Đây là công trình do huyện Mộc Hóa làm chủ đầu tư với thiết kế tải trọng 5 tấn, rộng 3,8 m, dài gần 190 m.